hãy nhớ xong để nó cũng bị hồi đi xong nhóm mường phướng cũng có một lúa cho nên đào trâu thì nó dùng gì vào có hết sống mà có lúc sau cho là khi cái sĩ tư hướng gạo cho biết cho ai lên phụ tư theo khỏi cái sĩ tư của tôi còn rồi nó vì do của sài hơi tương sài hướng gạo thì cái hướng gạo của dân nhẹ chắc là cua cho nên đào trâu thì nó dễ vào có hết sống mà lúc sau nó sẽ đà cũng có trong đào trâu bê sẽ đào sĩ tư khổ với rồi nó thì chưa xin chấp lời hiểu cho nên đào trâu cho sponsor anh hết sống một cái sĩ tư chỉ cái là dễ đào bê cho ai lên phụ tư ở trong nền đường để nó quay thở hụt thì lòng chạy vào chân cao mà lòng bị tiếc vì cơ trắc cánh hàng đi sợ hụt tao chỉ trong là thở sẽ đời ra lúc gì cũng thiếc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lời tổ lũ ta trông mà nhớ có muốn trong mong sáng chúng sáng đâu ư chỉ si ta lỗi vì có trong khăn nắng nghi ở trong đàn đạo.